Từ ngày 26 tháng 12 này thì đến cuối tháng 3 năm sau, tỉnh Khánh Hòa sẽ đón hơn 8.000 du khách Nga đến tham quan nghỉ dưỡng tại địa phương này. Và đây là đoàn du khách Nga đầu tiên đến Khánh Hòa kể từ khi thị trường khách quốc tế bị đóng băng vì dịch COVID-19 bùng phát từ cuối tháng 3 năm 2020, và khách Nga là thị trường khách quốc tế lớn thứ hai của du lịch tỉnh này. Cụ thể là theo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, từ ngày 26 tháng 12 năm nay đến cuối tháng 3 năm sau, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Annex Việt Nam sẽ tổ chức 26 chuyến bay đưa hơn 8.000 du khách Nga đến Khánh Hòa. Công ty này sẽ tổ chức mỗi tuần 2 chuyến bay, mỗi chuyến sẽ có từ 320 đến 340 du khách Nga. Khi đến Khánh Hòa, du khách Nga sẽ lưu trú ở các khu nghỉ dưỡng, khách sạn ở khu Bãi Dài, huyện Cam Lâm, tham quan nhiều khu điểm du lịch nổi tiếng như công viên du lịch Giang Bay, công viên bến du thuyền Anna Marina Nha Trang, đi tour du ngoạn trên biển, tour tham quan đầm Nha Phú và khu du lịch đảo Hoa Lan. Du khách Nga còn được đi mua sắm và ăn uống ở những địa điểm đã được cấp phép để đón khách quốc tế.